bên thắng ở dây quỳ. Hiếu chỗ tiền hiền hiến cố cầu chân vậy thân.
dẫn hương linh ứng phó đạo tràng chi hội u minh lộ thượng dẫn hồ dương bồ tát tiếp ma độ phùng gì qua dạng cố hương linh tánh cụ hà lắm thị lắm nhất nhị cánh hồn sanh ơ giáp ma bất miên hưởng thượng thọ trần thế 87 tuổi qua giảng ngày mùng 2 tháng 11 năm canh tí thừa tam bửu lịch lại đảo an tiền à hình pháp dẫn kính tỏ tài hưởng thực đi thọ tiên hương linh
cái chỗ kiền hành hiên cúng trà chấm y chúng thần lại nhị bái dĩ kim ngăn phận quả dường chay thành thủy biên sái tam thiên thánh không bán đức lợi nhận thiên pháp giới quản tăng viên gì tội tiểu kiến hòa diệm hòa hồng liễn nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát ma tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà ra ni nam mô ác ra đắc na đà ra già già nam mô a di đà bà lô yếm đế thúc bát ra gia bồ đề Tạng đà bà gia ma tạng đà bà gia ma ca lô ni ca gia tạng bà ra phật về sổ đất na đất đò nam mô tăng kiến lần đó y mong a thì già bà lô kiến đế tăng phật ra lần đò bà nam mô ma ra cảnh đệ đi ma bằng đa sa mấy tát bà ta đầu vô bằng ngà thề dừng tạm bà thắng đa na ma bà già ma phật đàn đầu đất đi tháng bà lộ ơi lô ca đế ca ra đế y ai rì ma bồ đề tăng đò tăng bà tăng bà Ma ra ma ra ma hai ma hai đi ra dựng cố đô cố đô kiết mong đô 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 Phật xa gia đế ma Phật xa gia đế đà ra đi đi ni tăng Phật ra gia gia ra gia ra ma ma Phật ma ra mô đế lệ ai di ai tăng na tất na A ra xâm Phật ra xa lời Phật xa Phật xâm Phật ra xa gia hồ lô lô ma ra hồ lô hồ lô hay đi ta ra tăng đi tố đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đế đi ya na ra căn đi sắc ni na A ya ma na ta ba tăng đà ya ta ba ma tăng đà ya ta ba tăng đà vũ ngài tăng bằng đà ya ta ba na ra căn đề ra ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng nam mục khe ya ta ba a ba ma tăng đà ya ta ba ya kiết ra tăng đà ya ta ba ba đà ma yến tăng đà ya ta ba na ra căn đề bằng đà ra ya ta ba ma ba lai tăng yến ra ya ta ba nam mục Ăn ra đắc na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đế tướng bằng đà dạ ta bà hán tất điện đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà hàm an tất điện đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà hán tất điện đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà ma bát nhã bà la mạng đà tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã bà la mạng đà tại chiêu kiên nguồn giai công độ nhân thi khổ hạnh xa lời tự sanh bao gì không không bao gì sanh sanh tướng thì không không tướng thì sanh thọ được hành thực diệu phục như thì xa lời tự thì chân pháp công tướng bất sanh bất diệt bất cầu bất tịnh bạn thần bất giao thì có công trùng vô sáng vô thọ tượng hành thức vô nhận nhị thì thiệt tăng ý vô sáng tính nương gì số pháp vô nhận giới này chí vô ấy tướng giới vô minh diệt vô minh thần này dị vô lào tự diệt vô lào tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đăng dị vô sáng đăng cố hồ đề đăng đợi mang nhà bà la mật đa cố tâm vô ai ngài cô vô hụng bố diễn ly điên đồng được cô cánh niên bà tâm thế chư phật y bát nhã bà la mật đa cô đắc a nậu đà la tam hiệu tâm bồ đề ô tri văn nhà ô la mật đa thì đại tăng chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đằng đằng chú năng được nhất thế gọi chân thì bất ngờ có tiếng văn nhà ba la mật đa chú tức tiết chú diệt yên đây bà la yên đây bà la thần yên đây bồ đề tăng bà ha nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa điện gia ta a di đi đô hà tỳ a di đi đa tất đa mà tỳ a di đi đa thì ca lăng đế a di đi đa thì ca lăng đa già di ni già na di đa ca lê ta bà ha nam mô a di đa bà già đa ta già đa điện gia ta a di đi đô hà tỳ a di đi đa tất đa mà tỳ a di đi đa thì ca lăng đế a di đi đa thì ca lăng đa già di ni già na di đa lê ta bà ha nam mô a di đa bà già đa ta già đa điện gia ta a di đi đô hà tỳ A di đà ra tất đa mà thì a di đà ra thì ca lăng đế di đà ra thì ca lăng đa vậy đi ya ya na di đà ca lợi ta ba quyền sanh tây phương tịnh độ trung cụ hẩm liên quá di phụ mẫu qua khai kiến phật ngộ vô sanh bất tối bồ tát di bàn lữ quyền gì thử công đức phù gặp ư nhất thiên hà năng dự chúng sanh nhé công thành phật nga đạo nam mô a di đà phật phục quyền nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu quyền hương linh tính của bà lâm thị lâm quân sanh giáp đất niên hưởng thượng thọ 87 tuổi lâm chung ngày mùng 2 tháng 11 năm canh tí đắc độ cao siêu kỳ cầu tan gia hiếu quyết bình an lợi lạc phổ hoa quyện y cập kiện cháu phạm văn bình phạm thị hồng phạm thị ngọc vân hà thị nga hiệp gia nam nữ đại tiều đẳng thân số khương thói mạng dĩ bình an tứ thời vô tim
Tiểu chi tai bát tiết hữu trùng la di kiếp khánh phổ nguyện âm được siêu dương được thành hiển hà thánh pháp giới chúng sanh tời thành Phật đạo. Tiểu diệu trần thế giới phai lạc bổ liên đài hiệp trường thế tôn tiền như lái thân. Ở cái đáng chỗ kiện thiền lợi tất tư bái.